Chị em thì hay đi làm công việc kinh doanh của em là bên kinh doanh nội thất, thì công việc của em hay đi tiếp khách hàng, thì cũng tiếp khách hàng thì rượu bia cũng nhiều nên là em sẽ dùng thuốc bổ gan để mà hỗ trợ. Thì Hepatocel Plus là một nhãn hiệu của Teresa, thì một nhãn hiệu mà em rất là tin dùng, và sau khi dùng thì em cảm thấy rằng là ăn ngủ cũng dễ, nói chung sức khỏe cũng cải thiện, nói chung là em cũng rất là cảm ơn công ty Teresa Herbs, món quà sức khỏe từ thiên nhiên.